vài nét giới thiệu về vua tiên tri họ Liên. Ông là người Đài Loan, nổi danh là nhà xem số mệnh đại tài, có thể tiếp xúc với cảnh giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấu đến. Vị mà Liên Sinh giao tiếp có tên là Thần Phúc Lộc. Trong quá trình làm việc, càng hiểu nhân quả, ông càng kính ngưỡng Phật giáo và phát tâm quy y, thệ nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, nguyện đem khả năng đặc biệt của mình để giúp thế nhân hồi đầu hướng thiện. Sau đây là bài viết chia sẻ về luật nhân quả rất hay của ông. Thần Phúc Lộc. Các bạn chẳng nên than oán là số mình không may, bởi thực ra khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báo số mệnh của chúng ta rất lớn, nghĩa là bạn vốn có thể đạt được, hưởng được rất nhiều phúc lộc tuyệt hảo tối ưu. Nhưng chính do sự thiếu hiểu biết về nhân quả mà ta đã vô tình tàn phá phúc báo của mình bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức. Chính ý nghĩ, lời nói, hành vi không tốt của ta đã chiêu vời và tạo ra vận số long đong bất như ý cho mình. Bạn đừng vội cho lý luận này làm mê tín. Cuộc sống quả thực có số mệnh, dù số mệnh này do ta tạo ra và chính đó lại đeo theo trối lấy ta. Nhưng số mệnh vẫn có thể chuyển tùy theo nghiệp tạo thiện ác của mình. Những người sự nghiệp thành đạt, được đại phú quý đều tin vào lý này. Sống mà thiếu trí tuệ thì rất dễ khốn khổ bần hàn. Khi nghe tôi nói vậy, xin bạn đừng vội buông lời biệt thị mà cho là mê tín. Xin hãy chịu khó, động não gẫm suy để hiểu cho rõ ngọn nguồn, hoặc hãy đích thân tự thí nghiệm thử xem sao, rồi hẳn đưa ra kết luận. Tôi xin thưa với bạn là những cảm nhận thấy biết thuộc các giác quan con người vốn không đáng tin, bởi ta rất thường bị chúng lừa. Xin hãy nghĩ xem, mắt người có thể nhìn được mấy phần trăm ánh sáng trong tổng số ánh sáng hiện hữu? Tai ta có thể nghe mấy phần trăm âm thanh trong tổng số âm thanh hiện hữu? Mùi có thể ngửi được mấy phần trăm mùi trong thế giới? Lưỡi có thể đếm mấy phần trăm trong tổng loại vị? Ta có thể cảm xúc được vật, nhưng đạt được mấy phần trăm trong tổng số vạn vật? Chẳng lẽ hễ những gì giác quan ta cảm nhận không đến không thấu, nghĩa là nhìn, nghe, nếm, chạm sờ không tới, thì cứ quả quyết là không có tồn tại ư? Truyện thứ nhất, thời còn trong quân ngũ. Hồi đó, tôi gia nhập đội quân đo lường, năm 802, khi ấy phó đoàn trưởng là Ngụy Thanh Bình. Tay cầm một xấp tiền, bảo tôi phải trả lời ngay là ông đang cầm bao nhiêu. Tôi đáp 14 xấp. Ngày chính ông cũng không biết rõ mình đang cầm bao nhiêu, nên khi nghe tôi trả lời, ông bèn đếm thử và trợn tròn mắt ngạc nhiên vì kết quả đúng y như vậy. Việc này đã khiến cái đầu vô thần của ông mềm đi. Từ đó ông quy y Phật Pháp, phát tâm niệm Phật tụng kinh. Có một vị ăn nói cứng cỏi đanh thép, tôi gọi là ông Biện Sắt, vì ông hay nhạo báng cười chê khi thấy mọi người tin vào việc dự đoán của tôi. Một hôm, ông đến chỗ tôi, nói huyên thuyên trên trời dưới đất một hồi, rồi hỏi: Anh có thể đoán xem đêm qua tôi đã làm gì hay không? Tôi đáp: Đánh mặt trượt. Vì Biện Sắt này ngây người một lúc, hầu như không dám tin vì sao lại quá đúng như thế. Ông bảo: Đúng là tôi đánh mặt trượt, nhưng anh có thể đoán tôi thua thắng bao nhiêu không? Đây là một thách thức lớn, mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đáp: Thua 880 đồng. Ông Biện Sắt kêu to: Đúng đúng đúng, quả nhiên đón dối như thần, khiến người ta không dám tin. Trong thiên hạ sao lại có việc này chứ? Rồi ông Biện Sắt kể: Thiệt ra là tôi chỉ thua 800 đồng. Thua rồi thì thôi, tôi đang sửa soạn về thì có người bạn ngồi gần ngỏ ý cho tôi mượn 80 đồng. Tôi nghĩ thầm, mượn 80 đồng này biết đâu có thể gỡ gạc được. Kết quả cũng thua luôn, vừa đúng 880 đồng. Chuyện là như vậy đó. Truyện thứ hai, tiên tri là bịp bợm. Có một thanh niên trẻ không tin việc tiên đoán, bị người nhà lôi đến chỗ tôi. Anh ngồi thù lù trong một góc, căn bản là chẳng muốn hỏi gì. Người nhà thúc giục, anh la to: Những kẻ bói toán tiên tri này nọ, thảy đều là lừa gạt người. Hơi đâu mà tin bọn thuật sĩ giang hồ chuyên lừa gạt, tất cả đều là hạng bịp bợm cả thôi. Tôi thản nhiên bảo anh: Trong thế giới này, có thật, có giả, những hạng bịp lừa đúng là có rất nhiều. Sao anh không chịu dùng trí tuệ, thử động não để phân biệt xem ai giả, ai thật chứ? Anh đáp: Tôi mặc kệ, dù sao bạn cũng chỉ là kẻ lừa gạt mà thôi. Tôi bảo: Tôi biết rõ những việc của anh đó. Tôi không tin. Anh ta thẳng thừng đáp. Tôi mỉm cười nói, hôm qua anh bị té xe, chân phải bị thương chảy máu, có đúng không? Anh tròn mắt ngạc nhiên, nói, tôi chưa kể cho bất kỳ ai, ngay cả người thân cũng không hay. Chỉ có mình tôi biết thôi. Bạn làm sao mà rành vậy? Rồi anh vén quần lên, chìa vết thương cho mọi người xem. Chân phải anh quả như bị thương, máu đã khô. Những chuyện tiên đoán linh nghiệm tính ra có rất nhiều, nhưng cũng có nhiều chuyện không linh. Vì sao lại không linh? Xin hãy nghe tôi kể. Câu chuyện thứ ba, quan lớn họ Đặng. Có một ông quan lớn họ Đặng muốn ra ứng cử bộ trưởng, còn có ba người nữa họ Triệu, Trần, Lương cùng tranh chức này. Ông Đặng hỏi tôi, ta có thể đắc cử bộ trưởng được không? Tôi đáp, có thể. Được khoảng nửa năm, vì đắc cử chức bộ trưởng không phải họ Đặng mà là họ Trần. Ông Đặng nổi giận, tìm đến chất vấn tôi. Trách vì sao băng sơ nói là ông có thể làm bộ trưởng, nhưng tại sao đây lại không đúng? Anh bói toán kiểu gì vậy? Căn bản là có linh hay không hả? Chẳng phải ta đang lừa người hay sao? Bây giờ anh thử giải thích xem. Ông họ Đặng cáu kỉnh nói. Tôi đã mặt tía tai không đáp được lời nào. Ông Đặng lại hỏi, chẳng phải anh từng tiên đoán là tôi được hay sao? Thế này là thế nào? Tôi đành đáp, thật sự là lúc trước tôi nghe Thần Phúc Lộc xác nhận vậy. Ông ta bảo sao thì tôi truyền đạt y như vậy. Thần Phúc Lộc hả? Vậy Thần Phúc Lộc ở đâu? Thần Phúc Lộc là vô hình. Ông chuyên coi về phúc lộc của con người. Tôi thấy và giao tiếp được, nhưng mà ông thì không thể. Nè, đừng có nói bá láp bá xàm nữa nghe. Ông Đặng vừa biệt thị vừa lộ vẻ bất mãn cực độ. Ngay lúc tôi bị người chất vấn mắng như vậy, bạn có thể tưởng tượng ra thảm cảnh này. Khi đó tôi cực kỳ lúng túng, hoàn toàn mất tinh thần, chỉ biết im lặng ngó lên không, kêu trời một mình. Nhưng bỗng một luồng sáng chiếu vào mắt tôi. Thần Phúc Lộc đã xuất hiện. Ông dám nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, viết ra một chữ dâm. Cuối chữ dâm còn ghi ngày tháng phạm lỗi rất rõ. Tôi liền bảo họ Đặng, thất cử là do ông phạm giới dâm. Ông Đặng đáp, không có. Đúng ngày đó tháng đó mà. Ông Đặng quả quyết, không có thiệt mà. Tôi ngẩn người. Rõ ràng Thần Phúc Lộc đã viết chữ dâm, còn ghi rõ mồn một ngày tháng phạm lỗi, chỉ thị hết sức rõ ràng, sao lại không có được? Tôi chẳng tin, bèn bảo, ông nghĩ kỹ lại xem. Ông Đặng ngẫm nghĩ, bấm tay tính toán ngày tháng một hồi, cuối cùng vẫn đáp, không có mà. Lúc này Thần Phúc Lộc bèn giải thích cho tôi hiểu. Đặng đúng vào ngày đó đã nhìn trộm cô láng giềng Tấm. Tôi nghe Thần Phúc Lộc kể tội rình xem khuê nữ Tấm, trong bụng mắt cười quá mà không dám cười. Tôi bảo ông Đặng, chẳng phải lỗi tư thông, hành lạc, mà là nhìn trộm cô láng giềng Tấm. Ông Đặng vừa nghe, ngây người một lúc, không nói năng gì. Sau đó, xẻn lẻn cúi đầu bỏ đi. Theo tôi được biết, tình huống ông Đặng phạm lỗi là thế này. Đúng ra là ông Đặng đáng được làm bộ trưởng, nhưng khoảng mấy tháng trước, có một cô gái dời đến ở cạnh nhà ông Đặng. Cô này trông rất xinh đẹp, cao ráo, mỹ miều. Ông Đặng thấy vậy, để ý, dòm ngó. Nhà ông Đặng có cửa sổ đối diện với nhà tắm của cô gái. Ngày tháng đó, cô láng giềng vào nhà tắm, quên kéo rèm che cửa nên bị ông Đặng thấy được. Ông bèn đi lấy ống dòm, cầm lên ngắm cô từ đầu tới chân, từ chân tới đầu, lòng cực kỳ hưng phấn, miệng cứ hít hà suýt xoa, luôn lẩm bẩm ước ao. Giá như bà được cùng em này qua đêm một lần thì đúng là không uổng phí cuộc đời. Khi đó, ông Đặng mắt nhìn, tâm tưởng, lòng khởi đầy niệm tà. Thần Phúc Lộc nói rằng, mặc dù ông Đặng chưa có hành vi giao cấu thành tội với là cô láng giềng, nhưng lỡ như thấy cô ấy Tắm là người đàng hoàng thì phải lo mà tránh đi. Đằng này, chẳng những ông Đặng không tránh, mà còn cầm kính viễn vọng lên nhìn, săm soi tỉ mỉ từ đầu tới chân, không những mắt động, tâm động mà ý dâm phát khởi mạnh. Tuy không dẫn đến hành vi tư thông cùng người, nhưng cũng bị xem như phạm giới dâm, vì vậy mà bị mất lộc vị. Hãy nhắn ông ta cần phải lo tu bồi đức hạnh, tu sửa khoảng 6 năm nữa thì mới có thể ra làm bộ trưởng. Chuyện thứ tư, ngài trung tướng. Lần nọ, trung tướng Lữ Cố đến tìm tôi. nói: Viên sư phụ, nghe thầy tiên đoán rất tài, nên hôm nay tôi đến thỉnh ý. Tôi nhớ hồi đó cha mẹ tôi có đi hỏi Diệp sư phụ, cũng là vua thần toán, nổi danh tiên tri không hề sai, nhờ xem vận mệnh cho tôi. Ông Diệp nói tôi 18 tuổi đậu thủ khoa toàn quốc, sau đó đi lính thì được tuyển vào viện nghiên cứu. 27 tuổi thì lấy được bằng tiến sĩ, rồi đi Mỹ 3 năm, lấy thêm được cái bằng tiến sĩ khác nữa. Đến năm 53 tuổi thì tôi thăng quan làm thượng tướng. Lữ Cố kể thêm: Vì họ Diệp này không như các thầy khác đâu, ai muốn ông xem bói vận mệnh cho thì phải trả giá rất cao, lại còn phải xếp hàng, hẹn trước. Nếu tùy tiện đến đại ông không có xem đâu, mà người nào mệnh nhỏ ông cũng không thèm xem. Ông Diệp coi cho tôi vô cùng chuẩn xác. Đúng là năm 18 tuổi tôi chiếm giải thủ khoa toàn quốc, còn như đoán năm 27 tuổi lấy bằng tiến sĩ thì bị sai một chút. Phải 2 năm sau, tới năm 29 tuổi thì mới lấy được bằng tiến sĩ. Còn vụ tiên tri tôi qua Mỹ 3 năm á, lấy bằng tiến sĩ khác thì đúng phóc. Nhưng ông ta nói 53 tuổi thăng quan làm thượng tướng thì lại bị sai. Vì hiện nay tôi đã 56 tuổi mà vẫn còn làm trung tướng, chưa chạm đến chức thượng tướng được. Vậy cho nên tôi muốn nhờ Liên sư phụ coi giùm, lý do nào mà tôi chưa thăng lên được chức thượng tướng vậy? Tôi dùng phương thức bói quẻ xem cho Lữ Cố. Tôi bắt ấn và niệm chú xong thì thần Phúc Lộc như vì sao nhỏ hiện ra, lớn dần và tỏa hào quang sáng chói. Tôi liền hỏi số mệnh cả đời ông Lữ. Thần Phúc Lộc đáp y chang như thầy Diệp đã đoán. Tôi thắc mắc: Nhưng tại sao ông Lữ lấy bằng tiến sĩ bị chậm mất 2 năm? Thần Phúc Lộc lại giải thích với tôi rằng lẽ ra ông Lữ có thể lấy bằng đúng như tiên đoán, nhưng hồi tuổi trẻ ông ta sang một chầu nhậu thì cùng bạn bè dẫn nhau đến kỹ viện mua vui. Nghe bạn bè đốc suối, ông cũng muốn chứng tỏ mình là một tay dũng cảm chiều chơi, nên đã ngủ với gái thanh lâu. Vì lỗi này mà công danh bị chậm lại 2 năm. Tôi hỏi: Tại sao lại như vậy? Thần Phúc Lộc nói rằng đừng đến gặp thị nữ thanh lâu, đừng tựa cổng giai nhân bán sắc. Phải biết quân tử luôn yêu quý thân mình, luôn gìn giữ đức hạnh mình, sáng trong như ngọc, nên rất sợ, rất kỵ những chuyện bậy bạ này. Ông Lữ do không biết nên cam đọa lạc, tự làm cho phẩm hạnh của mình bị tì vết, khiến đời bị nhiễm ô. Bởi cách sống sai lầm nên ông bị phá tài hại thân, tình dục sa đà, không những gây nhiễm bệnh lậu mà còn chiêu họa lớn. Thần Phúc Lộc lại còn giải thích thêm với tôi rằng lấy bằng chậm lại 2 năm chỉ là trừng phạt nhỏ, bị nhiễm bệnh độc ác phải chết, lãnh bằng tiến sĩ rồi tiến sĩ nữa, nhưng sau này sẽ tiến tử. Tôi thụt lưỡi hết nói năng. Tôi lại hỏi thần Phúc Lộc: Lữ Cố đúng ra 53 tuổi thăng làm thượng tướng, nhưng tại sao đến giờ này đã 56 tuổi rồi vẫn còn làm trung tướng? Ông ta chưa được thăng quan là do đâu? Thần Phúc Lộc im lặng viết ra 2 chữ Mạt Thư. Tôi ngơ ngác hỏi: Mạt Thư là ý gì vậy? Thần Phúc Lộc lại đáp với tôi rằng là tên người. Tôi lại hỏi tiếp: Người này có liên hệ gì với ông Lữ hả? Thần Phúc Lộc lại nói rằng tất nhiên rồi, số mệnh Lữ Cố vốn rất tốt, ông là bậc kỳ tài trong thế gian, văn võ kim ưu. Nhưng đáng tiếc thời trai trẻ đã phạm lỗi ngủ với kỹ nữ, đã khiến cho công danh bị chậm lại 2 năm. Đây chỉ là trừng phạt nhỏ thôi. Sau thời trung niên, ông lại không biết hối lỗi sửa đổi, lại khởi tâm tà, ưa nam sắc, sinh tâm đồng tính luyến ái cùng với một nam nhân tên Mạt Thư. Người này tuấn tú tài hoa, khôi ngô phong nhã, là thuộc hạ dưới quyền của ông. Lữ Cố ở chung với Mạt Thư tính đến nay đã 8 năm. Phạm lỗi này, hắn còn giữ được chức trung tướng là may lắm rồi, há có thể mơ làm thượng tướng được ư? Hắn chỉ biết ham cầu lộc vị cho mình, hoàn toàn chẳng hiểu rõ nghiệp chướng mình đang tạo. Phải biết là người có nhiều phúc mà phạm dâm tà thì bị giảm quyền giảm lộc, còn người phúc ít không có lộc quyền để sạc thì bị giảm thọ. Tôi lại hỏi tiếp: Vậy tương lai Lữ Cố ra sao? Thần lại nói sẽ ứng với con cháu của hắn. Và tôi lại hỏi tiếp: Như vậy nghĩa là sao? Thần Phúc Lộc đáp lại với tôi rằng bị tuyệt tự, chết yểu. Tôi hết sức ngạc nhiên, hỏi tiếp: Nhưng mà ai làm để chịu? Tại sao con cháu phải gánh chứ? Thần lại trả lời với tôi, nói rằng đây là đồng nghiệp chiêu cảm, cha tích phúc cũng bồi thêm cho mình và con mà. Tôi nghe xong rất kinh hãi. Trước tiên Tôi chỉ kể cho Lữ Cố nghe lý do vì sao ông lấy bằng bị chậm lại 2 năm. Lữ Cố nói: Có việc này, hồi trẻ chơi với bạn bè, bị họ rủ rê nên cùng đi mua vui, không ngờ bị chiêu hậu quả xấu như vậy, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Tôi lại giải thích vì sao ông không thể làm thượng tướng. Tôi biết lý do bằng 2 chữ Mạt Thư. Ông vừa xem qua liền cúi đầu im lặng, không nói gì. Tôi hỏi: Có việc này chăng? Ông gật đầu đáp: Có. Rồi Lữ Cố đứng dậy bảo tôi: Liên sinh, ông quả là vị vô tiên tri, đoán việc như thần. Cuối cùng thì tôi cũng đã được minh bạch, số mệnh con người tuy đã được định sẵn nhưng có thể biến đổi, biến tới đổi lui, tất cả đều do tâm tạo ra thôi. Nói rất hay. Hy vọng lòng tự hiểu, từ nay lo sửa mình cho tốt, để tránh không bị quả báo xấu. Lúc Lữ Cố đi, tôi đưa ông một tờ giấy, ghi mấy câu nhắc nhở: Phu thê nam nữ ở chung, đó là đúng lẽ chẳng dung sai lầm. Hạnh tà chiêu hại sâu thâm, ta người điều tổn, mất luôn lộc quyền. Tự tôn bị tuyệt đã phiền, tiền tài tán thất, muôn niên khổ sầu. Dừng chân tỉnh giác mau mau, tránh cho con trẻ lâm vào nạn tai. Làm người nên sống thẳng ngay, báo ứng nhân quả không sai, rõ ràng. Sau đó không bao lâu thì đứa con trai duy nhất của Lữ Cố bị xe tông chết, phần ông cũng bị thảm nạn. Đúng là tuyệt tự như đã đoán. Truyện thứ 5, Giám đốc Viên Mậu. Viên Mậu là giám đốc một xưởng kim loại. Hồi xưa khi ông đến hỏi số mệnh, thần Phúc Lộc có nói rằng 15 năm sau ông sẽ thành đại phú thương. Kết quả hơn 10 năm sau, Viên Mậu làm ăn thua lỗ, phải đóng cửa. Do vay vốn quá nhiều, nợ đần chồng chất, ông phải bôn đào ra nước ngoài trốn nợ. Từ đó lưu vong, sống tha hương, chẳng thể trở về nước. Viên Mậu ở nước ngoài rất gian khổ. Ông buôn bán nhỏ, thu thập rất ít, phải xin làm thợ xây dựng. Vốn từng là giám đốc hãng xưởng, nay phải bò lên tuột xuống trên mái nhà người ta. Do không giỏi tay nghề nên bị đuổi việc. Viên Mậu bèn xin làm công trong nhà bếp, sống tạm qua ngày. Sau đó Viên Mậu hay tin tôi định cư nơi hải ngoại, bèn đi theo xe hàng đến tìm tôi. Ông ở trên xe hàng lắc lư suốt 3 ngày 2 đêm mới tới được chỗ tôi. Buổi sáng gặp ông, tôi giật nảy mình. Viên Mậu ngày xưa vẫn âu phục sang trọng, đầu chải láng mướt, ra khỏi nhà ngồi xe hơi sáng bóng, có tài xế cùng bí thư theo hộ tống. Nhưng Viên Mậu bây giờ đầu muối tiêu, mặt đầy nếp nhăn, dầu dãi phong trần, lết thết lôi thôi, dáng khắc khổ, bộ dạng chán chường, thất chí, thiểu não đến tội nghiệp. Tôi mời ông vào nhà, rót trà mời, đãi điểm tâm. Ngó bộ ông chưa ăn gì. Viên Mậu nói: Ông nói tôi á là 15 năm sau sẽ làm đại phú gia, là thời điểm này đúng không? Vậy đến giờ đã bao nhiêu năm rồi? Viên Mậu đáp: Thì vừa tròn 15 năm nè. Rồi ông chỉ trích thêm: Rõ ràng là nói không đúng rồi, đoán không có linh gì hết, ráo trọi à. Tôi... Mặt Viên Mậu lộ vẻ uất ức khó chịu, hỏi: Tại sao bói không đúng? Nói không linh như vậy hả? Đó là... Viên Mậu kể lễ: Hồi xưa á, cái lúc mà tôi còn làm giám đốc Huy Hoàng, cũng từng mời ông đến hãng của tôi coi phong thủy, rồi thiết kế, chỉnh sửa, mọi chỗ tốt y như là ông dạy. Đó, rồi tôi cũng từng nhờ ông coi số cho nè. Rồi ông đã khẳng định là 15 năm sau tôi nhất định đại phát tài, đạt đến thành công tuyệt đỉnh ở mức tối cao trong cuộc đời. Đó, đến bây giờ đúng là 15 năm, không thấy gì ráo hết á, ngược lại còn thê thảm hơn nữa. Bây giờ ông trả lời sao đây hả? Tôi... Viên Mậu nói: Bây giờ tôi cũng cùng đường rồi, ông nói tôi phải làm sao đây? Để tôi xem lại cho ông thử nha. Gì? Đoán? Coi? Nữa hả? Trời ơi, có coi ra cái quái gì đâu. Viên Mậu bốc hỏa nói như thế. Còn tôi thì nhắm mắt lại, đột nhiên lại nhìn thấy thần Phúc Lộc, mỗi tay dắt một đứa nhỏ. Tôi hỏi: Đứa nhỏ này là ai? Thần Phúc Lộc lại nói rằng là con Viên Mậu hết đó. Tôi hiểu rồi. Viên Mậu suốt hơn 10 năm nay sát sinh, phá thai, cho nên mới có hai dông nhi này. Thế là tôi la lên: Viên Mậu, ông phạm tội sát sinh, người tình của ông phá hai đứa trẻ. Viên Mậu đáp: Đúng vậy, nhưng cái tội phá thai có nặng đến vậy không hả? Thần Phúc Lộc lại hiển thị lắc đầu nhìn tôi. Ông đưa tay chỉ lên hư không. Trên không hiện ra một am thất, có một nữ tu xinh đẹp yêu kiều bước ra, tay dắt hai đứa bé. Ngày đó tôi hoảng kinh vì hiểu hết nguyên nhân. Tôi nói: Viên Mậu, ông gieo nhân đoạn thọ, phạm đại tội làm ô nhục tu sĩ. Đây là lý do ông bị sạc Phúc Lộc và sao vào dạng mạc cùng cực. Hai đứa bé là của cô đó sinh ra, có đúng không? Lúc này Viên Mậu mặt mày xanh lét, suốt mồ hôi đầy mình. Ông ấp úng: Nhưng mà cái vị nữ tu đó cũng thích tôi thiệt mà. Trời đất ơi, ông phải biết đây là điều đại cấm kỵ. Trong các tu viện đều có giới luật, có thần hộ pháp. Các tu sĩ là những vị đã phát nguyện lìa tục, sống đời tu hành thanh tịnh. Nếu như ông đến quyến rũ tu sĩ, tội ấy tăng thêm một bậc. Là do ông hành động không kiểm soát, dám khởi tà dục với nữ tu, đến độ có hai con, còn cho phá giết chúng. Tội này lớn nặng như thế nào, ông lâm vào đường cùng như hiện nay, chính là do ông tự chuốc lấy đó. Đúng vậy hả? Tôi đáp: Tất nhiên rồi. Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Phải phát thệ nghiêm trì giới cấm của Phật, nguyện từ nay sửa lỗi đổi mới. Đi, ông nên phát lộ lỗi của mình ra hết trước Phật, thành tâm lại sám hối thật nhiều. Và từ nay trở đi, mọi khởi tâm động niệm phải cẩn thận răn dè, thầy hoàn toàn không phạm đến tà dâm nữa. Phải vĩnh viễn đoạn tận cội rễ gốc tội, hành xử luôn quang minh chính đại, và thật sự bước vào con đường tu sửa đàng hoàng. Không chỉ có vậy, sau này trong tâm phải luôn giữ niệm thiện, lúc nào cũng phải dùng miệng hoặc chiết ra khuyên người thế tục chớ phạm tà dâm, và tuyệt đối không được khởi ý tà dâm với các tu sĩ. Kinh Phật dạy, người giữ giới không tà dâm, ngũ phúc tăng, không bị đọa vào ba nẻo ác. Ông phải nỗ lực sám hối, ăn chay trường, siêng tụng kinh, hành thiện, mới mong cứu chuộc và dứt trừ tội ác. Riêng đối với các tu sĩ phải hết lòng ủng hộ họ, giữ gìn hạnh trinh khiết thanh tịnh. Bởi mục đích của người tu là đạt đạo, liễu sinh thoát tử. Trong 4 điều răn về hạnh thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật đã đưa ra lời giáo huấn rất rõ ràng cho các tu sĩ, nhất định phải cắt đứt, loại trừ tam dâm. Đây là điều kiện tất yếu đầu tiên của người tu. Tâm dâm dứt khoát không được nuôi dưỡng, vì nếu còn nuôi dưỡng tâm này thì ắt sẽ bị lạc vào đường ma. Nếu ông hay bất kỳ ai khởi tâm tà muốn quấy phá tu sĩ thì đó là ma hạnh, quả báo sau khi chết đi sẽ cực kỳ thảm khốc. Viên Mậu nghe xong hứa sẽ làm theo. Tôi tặng ông mấy câu thơ cảnh giác: Người đã tu hành xuất thế, nào dung vui hưởng ái tình, phá hoại giới hạnh người tu, chẳng để Phật gia thanh tịnh. Mắt thần nhìn rõ tột cùng, nam nữ lén lút tư tình. Ai báo kinh hoàng thảm khốc, mau mau tu sửa dứt sai. Tôi tiễn Viên Mậu đi, tặng cho ông 2.000 đô làm vốn, hy vọng ông từ đây quyết tâm tu, vĩnh viễn sửa đổi, đổi đời. Chuyện của Viên Mậu làm tôi nhớ đến bộ phim Những con chim ẩn mình chờ chết, kể về mối tình của vị linh mục chân tu cùng với một thiếu nữ. Cô này đối với linh mục luôn khởi dục niệm và có tâm muốn chinh phục. Hiện nay các phim ảnh, sách truyện, các dạng truyền thông rất khoái rao truyền những mối tình đạo đời ngang trái không thành, và cho đó là diễm tình, rất ưa trình chiếu, tải đăng, quảng bá. Bất kể chuyện có thực hay không, đây là việc thương phong bại tục, đáng thẹn cho việc tu hành. Làm vậy rất có hại cho phong khí xã hội. Người tu nếu như phạm dâm, tính theo nhân quả phải hiểu là trả quả rất thảm khốc, đáng sợ. Vì đã hiểu pháp mà còn phạm, riêng đối với người đời, trong Kinh Phật nói, người tạo dâm nghiệp sẽ bị báo ứng, vợ hay chồng không chung thủy, đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa tam ác đạo, thành súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, trăm ngàn vạn kiếp không dễ thoát ra, chẳng được làm người nữa. Lời này chẳng phải là hù dọa, mà hoàn toàn có thật. Chẳng nói chi đến quả báo địa ngục xa xôi, chỉ tả về hoa báo thôi, thì ngay hiện đời, người phạm giới dâm phải mất địa vị, bại hoại danh dự, tiêu tan tài sản. Người háo dâm sẽ bị nhiều bệnh, dễ già suy, không trường thọ, bị xã hội thoá mạ, oán thù kết sâu, cuối cùng thân bại danh liệt. Tôi chợt nghĩ đến các phụ nữ, nam dân đi quyến rũ các tu sĩ và mối tương giao lộn xộn không lành giữa những người trong đạo hoặc giữa đạo và đời. Những chuyện tình không nên, không được phép, nhưng chẳng phải là không có. Đương nhiên, các tu sĩ là kẻ chưa đắc đạo, là người phàm, không phải thánh, ai mà không có lỗi. Nhưng xin nhắc nhở các vị, nếu đã phát tâm tu, thân là người xuất gia, thì hãy dốc sức giữ giới như giữ mạng. Phải hiểu rõ, lòng dâm mang đến quả báo thảm khốc khôn lường. Lỗi này tuyệt đối không nên xem thường, không thể coi là trò đùa, bỡn cợt. Xin hãy ghi nhớ các câu chuyện thực tôi đã kể ra mà đề cao cảnh giác. Chư vị phải thường sám hối lỗi lầm, tinh tấn tu, nghiêm trì giới luật để cứu chuộc điểm sai, thì tội kia mới có thể đoạn trừ. Giới dâm là một trong 4 giới trọng của Phật. Các bậc thánh nhân, hiền nhân đều sớm đã nhận ra thống khổ của dâm, nên mới từ bỏ khoái lạc thế tục để đạt đến cực lạc thanh tịnh. Đối với sách thiện cùng những kinh điển có ích cho nhân tâm thế đạo, cần phải tuyên dương, ủng hộ, rộng truyền trong đời. Phải hiểu rõ, đuổi theo dục lạc thể xác là vô ích, nếu phóng túng dâm dục sẽ đọa vào thống khổ tận cùng. Quý vị chớ nên đùa bỡn lao theo, cũng đừng mê cuồng ca ngợi, giữ tâm hạnh trong sáng là góp phần giúp xã hội thiện lành, bình an. Phong khí nếu giữ được tốt thì lòng người sẽ thuần hậu, mọi việc hãy đem thân làm gương. Xin giữ mình trinh khiết, phẩm hạnh sáng trong như ngọc, những việc có hại cho thân tâm tuyệt đối không làm. Họa hại khủng khiếp không gì bằng dâm uế, chẳng chứa niệm tà chính là tu thân. Liên sinh, lời người dịch. Tôi rất thú vị khi không mở đầu tác giả nói, thật ra khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báo số mệnh của chúng ta rất lớn, nhưng chính do sự hiểu biết nhân quả quá kém, nên ta đã vô tình tự tàn phá phúc báo của mình bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức. Ở Trung Hoa, các thầy đoán mạng xem tướng, nhiều nhan nhản, dẫy đầy. Tất nhiên là thực có, giả có, nhưng giả luôn nhiều hơn thật. Tuy vậy, chuyện bối số đoán mệnh ở Trung Hoa phổ thông đến nỗi người ta chỉ cần bỏ ra vài đồng là có thể xem hết vận mệnh cả đời. Khi dịch xong câu chuyện này, tôi đã băn khoăn, do dự rất nhiều, vì không biết nên tung chuyện này hay gác lại, bởi có vài tình tiết khiến cho tôi e ngại. Phật nói có 6 cõi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chúng ta chỉ thấy có 2 cõi người và súc sinh thôi, nên 4 cõi còn lại quá xa vời. Và trong nhân loại có một số ít nhìn thấu cõi vô hình, song thấy ma quỷ thì nhiều, nhưng ít kẻ thấy trời rồng, địa ngục. Thần thuộc về cõi phi nhân, có thiện thần và ác thần. Thiện thần thường cổ suý điều lành, ủng hộ giới Phật chế. Ác thần thì đáp ứng ngũ dục và hay cổ suý phạm tà dục. Vì họ có tạo phúc, có tu nên cũng được làm thần. Có câu Phật và ma cách nhau một sợi chỉ, khoảng cách như vậy là quá gần nên rất dễ lạc, chỉ cần khởi chút niệm bất chính là rơi vào cõi tà ngay. Ta thấy các vị trong chuyện họ có phúc báo nhiều, nhưng chỉ cần sơ suất phạm lỗi một chút là bị tổn đến không ngờ. Bản thân Viên Mậu phạm lỗi đã bị trừng phạt hiện thời, dù đó là hoa báo mới ra hoa chưa kết thành quả cũng khiến cho ông tuột dốc thê thảm. Còn vì nữ tu phạm lỗi thì giải thích sau đây. Có thể nói rằng tà và chánh, Phật và ma khó phân. Vì vậy mà người kém hiểu biết nhân quả, thiếu cẩn trọng, dù mặc áo Phật cũng dễ lạc lầm biến thành đệ tử ma mà không hay. nếu có lỗi mà biết giận lỗi, thành tâm sám hối ăn năn, chịu nỗ lực tu bồi đức hạnh, dứt tuyệt không tái phạm nữa, thì ta có thể biến thành chánh. Trong những chùa xưa thường có thờ hai vị thần gọi là ông thiện, ông ác. Ông ác thì mặt mày rất ghê, mắt trừng, lưỡi le dài, nhưng vẫn được thờ là sao? Vì ông trừ tà giúp chánh, triệt ác trợ thiện. Tôi đã suy nghĩ hàng chục lần, đã phải tạm gác chuyện này lại, đắn đo ngót 3-4 tháng, rồi cuối cùng quyết định cho đăng, với hy vọng biết đâu sẽ có nhiều người nhờ đọc nó mà kịp dừng cương trước vực thẳm, sẽ cẩn trọng gìn giữ đức hạnh tâm ý để tô bồi thêm phúc báo cho mình. Không phải đọc chuyện này xong thì bạn nghe ai xưng thần cũng nhắm mắt vạn tuế tung hô, mà phải động não, dùng trí kiểm xem lời họ nói có tương ưng với ngũ giới của Phật, có hợp với luật Phật đặt ra chăng? Vì giới luật Phật đặt ra không phải để tôn vinh Ngài, mà nhằm đảm bảo, bảo vệ con người sống hạnh phúc, không phạm luật nhân quả, khỏi chiêu lấy thảm báo. Ông Liễu Phạm ngày xưa, khi nghe các thầy tướng tiên đoán vận mệnh mình quá xấu, ông đã quyết tâm sống thiện, bồi đức để chuyển số, và chứng minh vận mệnh nằm trong tay mình. Câu chuyện này đọc xong, nếu như bạn tỉnh giác, giữ gìn thân khẩu ý, lo lập hạnh bồi đức thì rất quý. Còn nếu như cứ ngóng thần, trông chờ ai đó phán dùm số mình ra sao để tin đại rồi buông xuôi, buồn vui theo lời thầy phán, thì đó là điều rất không nên. Cũng có kẻ xưng là tiên thánh, khoe có thần thông nhưng thuộc hạng tà nhập xác, như trong Kinh Lăng Nghiêm mô tả có tới 50 loại ngũ ấm ma. Để phân biệt họ rất dễ, vì những hạng tà này thường ưa phỉ báng giới luật, ca ngợi ăn mặn, tà dục, mê đắm rượu thịt. Họ luôn đề cao bản ngã, tự cho mình là chứng thánh, nhưng rất dễ nổi nóng, làm gì cũng nhắm vào mục đích gạt tiền, kiếm lợi. Nhân vật Liên Sinh trong đây tâm tư hiền thiện, ông luôn nhắm vào việc giúp người, tô bồi đức hạnh, thậm chí còn bỏ tiền ra giúp Viên Mậu làm lại cuộc đời. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình hưởng thọ phú quý, phúc lộc quyền tột đỉnh, nhưng chỉ vì phạm lỗi sắc dục, tà hạnh mà sa vào lụng bại, bị đoản thọ, gia phá, nhãn vong. Xin hãy thứ lỗi vì tôi đã dịch và cho đăng trung thực câu chuyện này mà không lược bỏ bất kỳ chi tiết nào. Mong rằng mọi người đều biết trân quý phúc báo hiện có và tự bảo vệ mình thật tốt để phúc huệ ngày một tăng, phẩm hạnh càng thêm trong sáng. Nam mô A Di Đà Phật.